Hello anh em, trở lại kênh DHBG của mình nhá. Cái video này thì mình vẫn làm về hướng dẫn anh em ra đầu cái game Thời Đại Ninja nhá. Hôm nay là ngày thứ hai nhá. Hôm nay thì mình sẽ nói qua cho anh em về cách tăng lực chiến mấy kiếm nguyên liệu trong các sự kiện của game nhá. Đầu tiên là mấy cái trang bị hay là trang sức thì anh em cứ cường hóa mới ưu hóa lên nhá. Đây, trang bị thì nó có cả tăng sao nhá anh em này. Tăng sao ấy thì phẩm chất từ tím trở lên thì mình mới tăng sao nhá. Trang bị hay là nguyên liệu để anh em ưu hóa lên ý, thì nó kiếm ở trong cái huấn luyện anh em ơi. Đây anh em thiếu gì anh em cứ click vào anh em là nó ra cái chỗ mình kiếm nhá. Cái này lên 50 chắc là nó sẽ mở cái kiếm trang bị tím nhá. Lát quá nhỉ. Đây cái binh lương hoa này mình vẫn còn 42 cái này, chắc là cái này mình sẽ đợi lên 50 ấy thì mình sẽ đổi ấy, để mình pha một ít trang bị tím nhá. Lắc quá. Đây còn về trang sức hay là cường hóa hay là ưu hóa thì anh em cứ cường hóa đều các con lên nhá. Kiểu gì mấy cái này sau nó cũng có mấy cái nhiệm vụ 7 ngày, nó cũng có mấy cái mà ưu hóa trang bị các tướng lên, kiểu gì cũng có anh em ạ. Nguyên liệu thì anh em kiếm trong cái tháp ninja nhá. Đây cái tháp này thì video trước mình cũng nói rồi, thuộc tính thì anh em ưu tiên cho cái tăng sát thương ấy, mình cả tăng tỷ lệ bạo sát thương bạo kiểu đấy. Còn về đánh ấy, thì trong khoảng lực chiến chênh từ 20 đến 30k thì mình đánh ok nhá. Đây ví dụ như mình lực chiến đang 208 là mình sẽ khiêu chiến 3 sao nhá. Nếu mà cái này nó lên tầm 301 hay là 302 thì mình sẽ chuyển xuống 2 sao nhá. Đánh ngay thì anh em chỉ cần chết một lần là nó sẽ thua luôn nhá. Nó không như mấy cái game khác thì nó có 2 đến 3 lần cơ hội nhá. Game này là chỉ có một lần nhá anh em ơi, chết là nó sẽ thua luôn nhá. Đây trong shop thì nó có cái cường hóa với cái ưu hóa này, và bên trang sức một này thì nó cho mình đổi cả trang sức phẩm cao nhá. Đây mình hôm nay vừa mới đổi một cái phẩm tím này, tí nữa mình leo lứa, đây mình vẫn chưa leo xong mà mình mới chỉ có leo 3 sao nhá. Đây 81 sao này, 27 nhân 3 bằng 81 nhá, mình đi full 3 sao mà. Chắc đi tí nữa mình sẽ kiếm nốt cái nhấn cho cái con Deraza, con đêm chính nhá. Cái con làm lần đầu đấy anh em này. Và cái game này ấy, anh em tăng kỹ năng nó tăng rất là nhiều lực chiến luôn anh em ạ. Đây ví dụ đâu để mình tăng lên một cấp cho anh em xem nhá. Đây một cấp mà tăng tận 326 lực chiến, tăng rất là nhiều luôn. Và cái này nó có cả tăng bậc anh em này. Đây sổ tay tăng bậc, cái sổ tay tăng bậc này thì anh em kiếm ở trong cái tổ chức này, tí luyện liên gia này anh em ơi. Cái này thì mình nhớ là mình chỉ có lưng cái con này vào đây, mình lưng cái con đêm chính của mình nhá, cái con lạp lần đầu này, không biết là sau có chơi được con này không, nhưng mà hiện tại con này là con mạnh nhất của mình nhá. Đây mình lưng lên cấp 4 rồi nhá. Đây mình lưng cả con Hinata nhá. Cái con Hinata này thì nó sẽ kiếm trong mấy cái thành tựu, chắc là mình sẽ chơi con Hinata này nhá. Đây mình lưng nó lên 2. Cái game này thì kỹ năng nó chia ra là hai loại anh ạ, kỹ năng thường với kỹ năng tuyệt sát. Còn hai cuối là tăng thuộc tính anh em ơi. Đây. Cái thứ ba là như cái con Naruto này nó tăng cơ sở Chaka này và tăng sát thương này, hình như các con giống nhau hết sao anh em ạ. Ừ các con là giống nhau hết anh em ạ. Đây hai skin cuối là búp nhá. Cái búp này thì khi anh em lên ấy
mở hoặc là tăng cấp ấy thì nó sẽ cần một con tướng nha anh em ơi. Cái này anh em mà chơi phẩm SS anh em nông dân ấy thì chắc là rất là khó để có thêm một con tướng nữa để mình lâng nhá. Và cái thứ ba ấy, à lâm nhầm. Và cái thứ tư ấy, cái này thì nó cần cái tinh phách thôi, cái này chắc lên đơn giản này. Còn cái ký lăng tuyệt sát ấy thì nó sẽ cần cái sách tuyệt sát hoặc là cái sách vật lăng nha anh em ơi. Đây như con A thì nó chỉ cần sách tuyệt sát và lăng A này. Cái con SS chắc là mình chỉ chơi được đầu thôi, nếu mà sau mà mình mà không kiếm được nữa ấy, chắc là mình sẽ chuyển dần sang con đêm chính là cái con tướng S nha anh em ơi. Anh em nông dân thì chắc giai đoạn đầu thì kiếm tướng SS rất là khó luôn nhá. Đâu để mình xem còn cái gì không nhỉ? Trang bị này, trang sức này. Đây còn cái tăng bậc nha anh em ơi. Cái đầu game anh em thiếu rất là nhiều cái nguyên liệu tăng bậc nhá, tại vì anh em thay tướng liên tục ấy. Mà cái game này thì nó sẽ không cho trùng sinh tướng lên anh em suy nghĩ kỹ trước khi mình lâng nhá. Không thì anh em chưa biết chơi gì mấy con mà hiện tại đang có mình cứ lâng lên tầm phẩm lam thôi. Đây như cái con SS này thì mình đang lâng mắc phẩm nhá. Đây. Lên tím cộng 1 thì cần level 45 nhá. Đây mình đang lâng cái con này nhá. Mình con này mình xác định mình chơi lâu dài. Trước khi có tướng SS mình sẽ chơi con này nhá. Đây và bồi dưỡng vậy luôn, bồi dưỡng mình chỉ có bồi dưỡng cái con SS Derada này nhá. Mình không bồi dưỡng con khác luôn, mình độc bồi dưỡng này thôi. Đây đột phá cũng vậy nhá, đây đột phá mình thăng 3 nha anh em ơi. Đây con Hirata mình cũng thăng 3 này. Còn các con khác thì mình không lâng luôn nhá. Đây mọi người có thấy này. Con La này mình thấy đêm cũng khá ổn nhá. Khéo khi tướng ai này sau con này sau mình cũng khéo khi mình cũng xài được lâu dài phết đấy anh em ạ. Vì con Latoto A này đêm cũng rất là cao anh em nhé. Anh em vào trận PK anh em khi đánh xong trận ấy, anh em bấm vào thông tin ấy nó sẽ hiện ra phần trăm đánh nhá. Cái này cuối video mình đánh luôn cho anh em xem nhá. Ở đây tí nữa thì mình quên anh em ạ. Và cái tăng sao anh em ơi, đây cái con Derada mình tăng lên 4 sao rồi nhá. Đây tăng giờ mà mình muốn tăng lên 5 sao ấy, thì nó sẽ cần 5 con 4 sao nha anh em. 2 sao lên thì nó sẽ cần 3 con 2 sao này. Đâu nhỉ? Ở đây con Hita mình cũng lâng lên 3 sao này. Đấy 3 sao thì cần 4 con nhá. Tăng sao thì anh em dùng cái nguyên liệu bằng cái tướng nha anh em ơi. Đây ví dụ như mình đang có 35 con tướng 1 sao phải không? Thì nó sẽ ghép lên bao nhiêu? Hai con 1 sao thành một con 2 sao thì phải. Tức là mình sẽ thêm 17 con 2 sao nhá. Ờ như không phải, như là 3 con thì phải. Đây. Thế là mình có thêm 11 con 2 sao này. Đây, mình muốn ghép 3 sao thì mình lại ghép tiếp nhá. 2 sao lên 3 sao em bao nhiêu nhỉ? 2 sao lên 3 sao cũng cần 3 con này. Tức là mình thêm 4 con 3 sao à? Ôi, chỉ được 3 con rồi à? À, đúng rồi. Nó cần một con gốc rồi anh em ạ. Mình quên mình quên cái con tướng gốc nhá. Giờ cần 4 con. Tại mình cứ thấy là lạ. Rồi ok nhá. Nói qua cái tăng lực chiến này. À quên. Và cả cái duyên anh em này tí mình ngay quên lắm. Cái là duyên thì anh em lâng cũng được cực chuyến nhá. Nguyên liệu để anh em quét phó bản tinh anh nhá. Đây điểm duyên này anh em đánh cái phó bản tinh anh thì nó sẽ ra cái điểm duyên nhá. Đây và còn một cái nó tăng lực chiến rất là nhiều luôn nha anh em ơi. Là cái ký lăng tổ chức nha anh em ơi. Anh em chú ý cho mình nhá. Đầu tiên thì anh em cứ lâng mấy cái chỉ số bình thường nhá. Đấy như công HP này, thủ này, mấy cái tỷ lệ này ấy. Về sau hãng học nha anh em ơi.
Mình nhớ mình tăng cái sát thương này như được có 700 lực chiến thì phải, mà nó tốn tận 5.000 điểm nha anh em ơi, là 5.000 điểm nhá. Lúc đầu là 5.000 này, sau nâng lên là nó tốn 6.000 dưới nhá. Được 700 lực chiến phải không? Mình nâng với cái chỉ số công này nó được 400 rồi nhá. Mà lúc đấy nâng lên chỉ tốn có 500 nhá. Đây mình nâng cái này lên không biết nâng lên bao nhiêu rồi, tốn 800 à, tốn 900 này. Cái này anh em nhớ nhá, cứ nâng với cái chỉ số trước cho mình nhá. Trong shop bang thì nó cũng có shop, nhưng mà mình theo ý kiến của mình ấy, trong điểm bang ấy thì anh em cứ lưng cái kỹ năng trước nó sẽ ngon hơn là anh em mua mấy cái nguyên liệu rồi nhá. Cái nguyên liệu ở sau anh em kiếm ở trong các sự kiện ngoài kia cũng có nhá. Còn cái kỹ năng này thì anh em chỉ có lưng trong bang mình có thôi anh em ạ, tăng rất là nhiều lực nhá. Đấy hôm nay mình tăng hai cuối này hơi bị sai anh em ạ. Chắc ngày mai mình kiếm thêm mình sẽ nâng chỉ số lên cho nhiều lực chiến nhá. Anh em chú ý cho mình cái này nhá. Bây giờ mình đến nói qua mấy cái nhiệm vụ kiếm nguyên liệu nhá. Này anh em nhớ đi đầy đủ nhá. Thật chứ mình cũng chẳng nhớ các hoạt động đâu, mình sẽ ấn từng cái một anh em ạ. Cái đấu trường thì anh em cố gắng leo lên hạng cao thì mình sẽ được khá nhiều kim cương em nhá. Đấy đấu trường hiện tại mình đang hạng 43 nhá. Chắc là ngày mai mình rảnh ấy, mình sẽ nhờ mấy cái bạn top trên lu để mình đánh để kiếm kim cương nhá. Mình nhớ mình hôm nay không biết mình hạng bao nhiêu ấy, mình đánh lên hạng 43 được hơn 300 kim cương nhá, rất là nhiều luôn. Đây và đến cái tháp ninja này. Alo, cái tháp ninja vừa mình cũng nói rồi nhỉ. Còn cái tập huấn ninja thì anh em chú ý nhá, nó cũng có mấy cái nhiệm vụ này. Đây anh em có thể thấy này, ra trận thiếu niên Sasuke và sống sót nhá. Đây cái nó mấy cái nhiệm vụ này nó có mấy cái cần tướng ra trận và sống sót nhá. Đây như cái con như cái ải này là cái con Shizune này anh em ơi, sau lên càng cao thì nó sẽ là tướng cam nhá. Đây như hiện tại mình là con Sasuke này, Sasuke chắc chắn là mình có rồi, Naruto này. Đây kẻ này thì tàn Naruto với Sasuke rất dễ, nhưng mà lực chiến mình không đủ đi nhá. Đây kẻ thứ ba thì nó cần cái con Silo này. Còn cái thí luyện Kage này à, cái này thì anh em lên level 44 nó mở nhá. Đây lực chiến 209, cái này đánh leo leo rạch đây anh em này. Cái này nó cũng có shop nhá, shop thì nó cho mình đổi cái con tướng Kidmei nha anh em ơi, không biết mình đọc đúng không. Đây tướng cam mình nó đổi rất nhiều nhá. Huấn luyện này thì cứ chờ lên 50 thì mình nhờ xả một ít binh lược hoàn mình kiếm trang bị tím để tăng sao cũng khá ổn này. Lag quá nhỉ. Mình cứ vào cái shop shop huấn luyện này bị lag nhá. Cái bên này trang bị chắc chắn là mình sẽ không mua rồi. Trang bị mình farm rất là nhiều luôn. Cái shop này chắc là chỉ mua cái đá cường hóa anh em ạ. Đá ưu hóa, nhầm phải đá cường hóa cái game này là dùng vàng. Đây mọi người có thể thấy này, đây trang bị mình tàn ba mươi mấy mảnh này, chưa thèm ghép luôn nhá, lag quá nhỉ. Còn cái truy bắt ninja này thì anh em chú ý cho mình nhá, cái này nó cũng có giờ mình ít sát thương nhá. Đây
cái nó không có trong cái phần mô tả hay là cái giới thiệu. Đây anh em có thể thấy này, đây tướng, những tướng trên là nó có tăng sát thương này, và nó có ở dưới nữa này, ra trận một linh gia hệ phong nhá, búp xét x2% lên anh em ơi, chú ý cho mình cái này nhá, nó có hai loại búp nhá. Cái này chắc mình chỉ có con tướng Naruto A thôi. Hệ phong à? Và cái này nó có cả cái chia sẻ cho anh em bạn bè nhá. Đây. Chia sẻ cho thành viên tổ chức bạn bè này. Đây anh em chú ý nhá. 12 giờ đến 16 giờ này và 18 giờ đến 22 giờ nhá. Thì anh em nhất kích công x2,5 lần thì anh em chỉ tốn một lá, chú ý cho mình cái này nhá. Anh em đánh giờ ngoái tốn rất là nhiều vé nhá. Một con hệ phong à? Ở đây mình tận hai ba con hệ phong luôn này. Cái game này nó tung skin cũng rất là đẹp nha anh em. Cái con Deidara này mạnh thật nhưng mà cái skin nó hơi chán anh em ạ. Nó tung skin nó mất 30% máu nhá. Đây anh em ấn vào thống kê này. Thống kê là ra đêm hết nhá. Đây. 38% này, 685k đêm này. Cái con Naruto này là nó được x2 lên nữa, nó cũng được 400 đêm này. Đấy, đã chết rồi, một hit chết luôn. Còn một xỉn máu này, mình kiếm luôn. Này thì một ngày nó cho mình hỗ trợ 5 lần nhá. Đây mình vẫn còn một lần trợ chiến này. Này nó không ra luôn cái sự kiện luôn nha anh em ơi. Nó phải chạy. Cái này đạt lên level 50 à. Nói chung mấy cái sự kiện này mình cũng chưa nhớ hết được anh em ạ, mình phải click vào mình mới nhớ được nhá. Nó rất là nhiều. Cái thi luyện này thì cái này đi cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ. Cái này anh em chú ý cho mình nhá. Cái này anh em tướng ấy mà đi hai trận liên tiếp thì nó sẽ vào trạng thái mệt mỏi nhá. Tức là ví dụ như anh em có 6 tướng phải không? Thì anh em chia ra làm hai trận nhá. Đây ví dụ như cái trận đầu tiên ấy mình cho tem 7 nhá. Và cái con gì đấy, con này mình quên tên rồi anh em ạ. Đây trận thứ hai này anh em ạ. Mình cứ chia tướng ra làm hai bên nhá. Anh em đừng để trùng nhá, trùng là nó mệt mỏi luôn nhá. Đây không biết cái ai một này còn thiếu nào nhỉ? Như cái con le này. Ok. Đây anh em cứ chia tướng ra thôi. Nếu có 6 con thì anh em chia mỗi bên 3 con ra. Còn 3 con thì anh em cứ nhét vào cho đủ nhá. Đi cái này xong ấy thì anh em sẽ được cái, đây mọi người có thể nó được cái dương tướng anh em ơi. Đây mình được sở hữu 3 này. Hôm nay mình vừa mới qua một lần nhá. Đi cái này được khá nhiều nguyên liệu anh ạ. Đây shop này cũng có shop tướng này. Đây nó bán cả tinh phách này, cả cái sổ tay tăng bậc kỹ năng Chaka này. Đâu để mình xem có cái gì không nhỉ? Cái phúc lợi này chắc là theo tuần anh em ạ. Đây, không giờ thứ hai hàng tuần nó sẽ làm mới nhá.
Đề can Lâu Mạc, can Mông Lạp. Cái này anh em làm ở ít điều kiện ấy, anh em cứ làm liên tục. Đây, mọi người có thể thấy này, Mông Lạp đơn nó có cái trong sự kiện này, Lạp đơn 75 kim cương ấy, anh em được 200 kim cương này, 5 tô mì, à đâu, 3 tô mì này, một cái vé quay là anh em rất là ngon luôn nhá. Xong anh em sẽ được thêm ở cái Lạp liên tiếp này anh em ạ. Đây, ngày thứ hai được 100 kim cương này. Ngày thứ ba được 150 đến hai cái vé này. Cái này anh em mà lạp 10.000 mỗi ngày, anh em lạp trong một tuần cũng mạnh như vật tổ luôn nha anh em. Cái này mình làm video test cho anh em, mình chỉ lạp 10k lạp đầu cho anh em tham khảo nhé. Anh em nào ít điều kiện ấy thì mỗi ngày anh em lạp 10k nhá. 7 ngày anh em chỉ cần tốn có 70k là khá là mạnh luôn nhá. Mạnh hơn mấy cái anh em chơi Forex khá nhiều luôn. Còn về 7 ngày ấy, thì cái shop giảm giá thì anh em không mua nhá. Mấy cái này anh em kiếm cũng nhanh thôi mà. Đây ngày 1 thì nó có cái set trang bị tím này, khá là ổn này. Đây hôm qua hình như mình quên đánh cái sự kiện thế giới thì phải. Là cái bot nhá, bot từ 17 giờ đến 19 giờ nhá. Còn 30 phút nữa hết anh ạ, à. Hồi đánh nhanh. Cái nó không đánh được liên tục anh em nhá. Đánh hình như là nó phải chờ 30 giây vậy. Đánh ngày thì anh em cái cho con đêm chính hàng sau cho an toàn nha. Mấy con bot thì thường nó sẽ đánh cái vị trí dứa đầu tiên nhá. Đâu mình vào trận cho anh em xem luôn nhá. Thì nó đánh vị trí dứa, xong rồi nó đánh cái bên phải nhá. Đấy, lúc nào nó cũng đánh vị trí dứa trước nhá. Đấy, xong đến vị trí ở bên slot 1 này. Nói chung anh em cứ cho tướng đêm ấy tránh S1 với S2 ra là được. Đây. Tận 1 phút đi anh em ạ. Tức là 10 lượt này thì mình phải chờ 10 phút mới xong nhá. Cái này hôm qua mình quên không đánh. Rồi mình xem còn gì không. Thôi mình xin kết thúc video đây nhá. Anh em mà thấy hay thì mọi người like, chia sẻ video hộ mình nhá.